Hi, welcome back to my channel. Starts gonna go. Okay, Poppy movie. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ mở cái cửa này ra. Và sau đó thì các bạn sẽ cho chạy cái băng này. Khi chạy xong cái băng thì các bạn sẽ lấy được một cánh tay. Ok, let's go. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go. Tiếp tục mình sẽ đi sâu bên trong. Cánh cửa ở đây sẽ mở ra này. Và sau đó thì sẽ lên để làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Cánh cửa mở ra lại đóng vào luôn. Không biết nếu mà các bạn quay lại cánh cửa đó có mở được không. Tí mình sẽ được quay lại xem nhá. Ba là
What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom door to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with the same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young when it comes to something, right? Thank you.
Let's go. Giữ chúng ta vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ đi đồng vòng. Và khi đó thì các bạn sẽ có thể thoát ra ngoài được. Nếu các bạn đi thẳng vào hướng ta thì các bạn sẽ bị bắt ngay. Sau chúng ta đi đồng vòng luôn. Oh my god. Chịu quá rồi nè. Quả đóng cửa mình lại đóng nhầm, mình lại ở trong luôn. Wow. Khá là buồn cười và khá là hài hước luôn. Ok. Xử lý cái này nào. Thoát ra đây thôi. I can finally get out of this place. I need to find help.
Let's go. Wow, mình còn hơn 300 máu thôi. Cứ chạy đi đã. Để cho những người này tập trung. Sau đó thì các bạn sẽ tiêu diệt. Thank you.
toàn là nữ ở đây. Và các bạn sẽ phải cẩn thận. Và ta đi về rồi. Oh my god, chúng bị phát hiện lắm. Trốn thôi. So nice! So va, tôi gần tôi chào lại không?